Chết mày. Rồi vậy, xong rồi. Đúng không? À. Cái này nãy thằng bị dính cái né cái u này ra quá đau lắm. Dục hoài không đứng ra. Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Miêu Seven, còn đây là bái xe em nha. Ok, hôm nay giống như nãy mình chọi cho mấy bạn coi đó. Chọi làm sao mà cho chai nước đứng như này. Không, chai này có miếng nước để cho nó dễ đứng. Mà chọi hoài không đứng. Thử cái nữa. Hôm nay tụi mình không có trò gì hết. Rảnh ra ngoài đi chơi nè, đi hóng mát rồi tùm lum nè. Tính đi bắt cá nhưng mà thôi. Giờ tụi mình ra ngồi đây chơi cái trò này vui hơn. Đó là tụi mình có cái chai không bự nè. Với cái chai này mình múc nước nè. Mình chọi làm sao cho nó đứng lên được á. Thằng nào chọi đứng lên á thì là gõ thằng kia cái. Được chưa? Rồi, dứt, sẵn sàng. Còn thằng nào chọi không đứng á thì bằng hai vị thằng bên kia gõ lại. Không, đập cái bốp nè. Bằng cái chai này nha. Ok, và không nói nhiều nữa, bây giờ let's go. Ok, và bây giờ tụi mình xù xì nha mấy bạn. Xù xì coi ai chọi trước nè. Ai đây, ba. Rồi, em đánh trước. Chết. Ly. Em chụp được ai tiếp? Có đâu. Rồi, anh tiếp. Mỗi thằng một lượt mà. Chết mày ra vừa. Mày mày chọi tao nãy giờ đau lắm rồi đó. Rồi tới lượt mày. Sao ăn hoài vậy? Tao. Sao bị hoài vậy? Mày ở vừa. Dạ. Thời đấy đỡ kìa. Đau quá. Thời nó đỡ kìa. Quá bể đầu rồi. Rồi mày xong rồi con ơi. Xong rồi. Đúng không? À. Cái này nãy thằng bị dính cái né cái u này ra quá đau lắm. Tới anh kìa. Chơi đi. Ê ngoài vậy đó. Anh á, em mới thấy. Ô Ly gió mày. Gió giúp tao rồi. Ly. Ô cầm chai. Đây anh. Cầm dài sao bị liên tục vậy? Cầm dài. Ô mày ở bởi ra nè. Ly mày á. Mày á vừa. Dạ. Anh á. Ồ. Cầm dài. Ui. Mày giống rồi con ơi. Mày giống rồi con ơi. Tới lượt mày á. Đứng. Nè. Mày giống rồi con ơi. Tao ngắn rồi. Sao mà hoài ta? Này. Ly. Đây em. Đây. Đây. Ồ. Ly. mày vô cướp. Đây. Mày đưa đây tao. Trời ơi, đau kìa. Quá đau. Em. Rồi. Mày ngu.
Rồi. Để anh á. Thôi cầm chặt. Cầm chặt. Chung kết cái nữa nè. Chung kết cái nữa nè. Nha. Chung kết cái nữa là giờ. Từ nha. Đứng đi. Chung kết cái nữa đứng luôn. Đứng. Thôi cái thôi. Mà. Đứng nè mà. Ừ. Sao đứng được? Thì hên xui. Bởi vậy mới gọi hên xui. Người đem cái đúng không? Em. Rồi. Mày á bự. Tao chơi được không? Thôi, đi bắt cá đi. Không chơi nữa hả? Nghỉ. Thôi đi bắt cá đi chơi. U cái đầu rồi các bạn. Trời má kìa, tụi mình đi bắt cá thôi mấy bạn ơi. Chơi hoài trò này ghét đập ghét cái đầu ngu luôn á. À. Bà mẹ này nó gãi cái đầu, nó gõ ghế cái đầu ngu luôn. Thôi giờ tụi mình tới trời mát rồi, chiều mát rồi tụi mình quyết định đi bắt cá thôi. Ok, và video của tụi mình xin được kết thúc tại đây nha. Trò này giải trí thôi, các bạn đừng bắt trước nha, bể đầu như chơi á, đập né né mấy cái cạnh này ra nè, đập đầu chết, đập muốn bể đầu luôn, sao mà chơi ngu vậy không biết nữa. Ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho mình. Miu7 và anh em bác sĩ. Ok, bye bye. Bye bye.